sun coming down. There's too much madness in this town. I know it's messed up, but it's down. There's too much madness. Chào cô và các bạn. Hôm nay thì nhóm em xin giới thiệu một dòng xe của Kia là Cerato 2020. Đầu tiên thì chúng ta nhìn từ đằng trước vào thì thấy đầu tiên đó là cái mặt ca lăng. Còn đội xe mặt ca lăng thiết kế hình mũi hổ đặc trưng của Kia. Rồi tiếp đó là cụm đèn pha LED với một bóng LED 9 và 4 bóng LED đơn. Rồi sau đó là một dây đèn LED định vị, đèn bi định vị ban ngày. Tiếp đến đó là cái mặt cản gió trước. Thì Kia Cerato được bố trí hai cái đèn sương mù. Và kiểu bên đó là đèn kích thước của xe. Tới phần bánh xe cũng như là lốp xe. Cerato thì trang bị cho mình bộ mâm 16 inch thiết kế hình hoa văn đẹp mắt. Dòng đó là 4 bánh thắng đĩa. Mời tôi các bạn đến phần thân xe. Xe tôi thì vì là xe tầm trung nên không có trang bị cửa hết, với là trang bị cửa bình thường. Tiếp đến là đây là nắp nhiên liệu. Phần đuôi xe thì được thiết kế có phần kính trắng, phần đuôi trắng gió hơi nhỏ nhưng mà tương đối là đẹp mắt. Kế bên đó là phần logo xe đẹp mắt. Rồi tiếp đến đó là phần ống xả. Xe ô tô thì thiết kế mình hai cái ống xả đơn, thì nhìn vô thì chúng ta sẽ đẹp mắt hơn là cái ống xả ống xả bình thường, ví dụ như trên Toyota Vios hoặc những cái dòng xe khác. Tới đến là giải đèn LED. Đèn LED của xe ô tô thì được thiết kế chạy dài theo đuôi xe, mang phong cách trẻ trung năng động, đẹp mắt cho người nhìn. Tiếp đến là phần cốp xe thì xe ô tô thì thiết kế cốp xe khá là rộng rãi, phù hợp với gia đình 4 người hoặc là đi dã ngoại là cũng chứa đồ thì cũng rất là thuận tiện. Về phần nội thất của xe thì được trang bị cho mình cái đồng hồ, nhất là đồng hồ LCD 7 inch. Và cùng đó là những cái nút mà trang bị cần thiết theo xe. Điều hòa trước thì xe ô tô trang bị mình 4 cái điều hòa. Và những cái công tắc bật thì rất là đẹp mắt, rất là ghê. Và tiếp đến là vô lăng. Về phần vô lăng thì khá là nhiều nút bấm. Ở trên này thì có rung control, ken và nghe gọi. Thì chỉnh trực tiếp trên vô lăng, mang đến cái sự cảm giác mà thuận tiện cho người lái khi mà không mất quá nhiều thời gian của mình để cầm cái điện thoại lên coi. Rồi tiếp đến đó là đây là có chỉnh gương gập gương tự động. Chỉnh gương thì chỉnh được 4 hướng của gương và gập gương tự động khi mà dừng xe hoặc tắt máy. Rồi tiếp đến là gương auto tự động một bấm ở bên ghế người lái, chỉ được chỉnh được bên ghế người lái thôi, không tất cả còn cửa còn lại thì không chỉnh được. Rồi có chế độ khóa gương cũng như khóa cửa, rất an toàn cho khi mà có trẻ nhỏ hay là người già đi trên xe. Rồi kế tiếp đó là phần xe ô tô trang bị cho mình một cái cửa sổ trời, không toàn cảnh nhưng mà đối với tôi thì cũng thấy khá là ok. Nhưng mà trên những cái dòng xe cùng phân khúc lại không có.
về khoang hành khách thì cũng khá là rộng rãi, ngồi cũng rất là thoải mái, rất là rộng khi mà gia đình phù hợp cho gia đình đi dã ngoại hay đi du lịch đó, ngồi cũng rất là thoải mái. Tiếp theo đến phần review trên xe khi di chuyển trên đường. Về ưu điểm thì xe Kia Cerato đã được cải thiện nhiều mặt. Đầu tiên là phần cách âm đã được cải thiện hơn nhiều so với nhiều phiên bản trước. Xe cũng không có mùi như nhiều người nói. Độ rung lắc đã được fix lại, chạy êm hơn. Về nhược điểm thì em cảm thấy xe hơi rung và gầm lên khi ở tốc độ 50-70 km/h. Còn túi khí thì khá tiếc vì chỉ trang bị 2 túi khí. Phần gương hơi bé. Nhìn chung về phân khúc tầm trung thì Kia Cerato đã là quá ngon so với mức giá 635 triệu. Là con xe đáng để mọi người sở hữu vì có nhiều chức năng cũng như là ngoại hình sang trọng. Đến đây thì video cũng đã kết thúc. Cảm ơn cô và mọi người đã xem và lắng nghe. Em xin cảm ơn.